Khi tôi trang điểm với hiệu ứng siêu đặc biệt, liệu bạn trai sẽ phản ứng như thế nào? Liệu anh ấy có còn chấp nhận và yêu tôi nữa không đây? Không, không đừng có đòi hôn ở đây. Anh không có dám nhìn thẳng vào mặt của em đâu. Trông ghế chết đi được.